Đây là bài 16 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của Hội quán Tam Thế. Tỷ sứ liều khở. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào. Ni hao. Chào anh với nghĩa rất tôn trọng. Nín hao. Mời vào. Chính chỉn. Đừng khách sáo. Bú cửa chỉ. Alo. Với. Ở ngân hàng. Tại yến hàng. Một. Y. Hai. Ar. Ba. San. Có đi ngân hàng hay không? Chuy bố chuy yến kháng. Đây là bố em. Chờ sư wo ba ba. Đây sư wo ba ba. Sexy. 什么书? Quyển sách này. 这本书. Là của mình. 是我的. Đó là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ bạn, bạn bè. 朋友. 朋. 朋. 友. 友. 朋友. 朋友. Bạn tôi, nguyên văn là tôi, bạn. 我朋友. 我朋友. Bạn anh. 你朋友. 你朋友. Bạn của bố mình. 我爸爸的朋友. 我爸爸的朋友. Bạn của thầy giáo Phương. 王老师的朋友. 王老师的朋友. Đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Ba, đây là bạn con. 爸爸. 这是我朋友. 爸爸, 这是我朋友. Bây giờ hãy nghe cách gọi một bạn tên là Lâm, nguyên văn là A Lâm. A Lín. A. A. Lín. Lín. A Lín. A Lín. Cách thêm A vào trước tên người là một cách xưng hô phổ biến với người cùng lứa hoặc của người nhiều tuổi với người ít tuổi hơn ở miền Bắc Trung Quốc. Hãy nhắc lại A Lâm. A Lín. A Lín. Ở Trung Quốc, bạn bè thông thường không gọi nhau bằng tên riêng, thường gọi nhau bằng họ, bằng cả họ tên, hoặc thêm A vào trước tên như A Lín. Ba, đây là bạn con, Lâm. Ba ba, 这是我朋友, A Lín.
爸爸，这是我朋友阿林。Lâm, đây là bố mình. A Lín, chưa sư của ba bà. A Lín, chê sư của ba bà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chú. Su su. 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 Su su. Su su. Chú của mình nguyên văn là mình chú. 我叔叔，我叔叔，Chú bạn hay chú của bạn? 你叔叔，你叔叔，Chú của bạn mình。我朋友的叔叔，我朋友的叔叔。Đây là chú mình. Chưa sư của su su. Chê sư của su su. Cháu chào chú, nguyên văn là chú khỏe. Su su hảo. Su su hảo. Hãy nhắc lại, ba, đây là bạn con, Lâm. Ba ba, chưa sư của bạn nhậu, An Lín. Ba ba, chê sư của bạn nhậu, An Lín. Lâm đây là bố mình. An Lín, chưa sư của ba ba. An Lín, chê sư của ba ba. Cháu chào chú. Su su hảo. Su su hảo. Chào cháu. Ni hảo. Bài học này đến đây là hết.